Các vợ chồng kiếm được 13.000 USD chỉ trong hơn một tháng. Chúng tôi chỉ làm việc một giờ mỗi tuần. Chỉ trong năm tuần đăng tải trên nền tảng cho thuê, căn hộ cabin đã mang về cho hai vợ chồng 13.000 USD. Tháng 9 năm ngoái, nhiếp ảnh gia chụp hình đám cưới Adderjianna Kershaw và Stephen Avin đã có một quyết định khác lạ. Họ mua ngôi nhà thứ hai trong khi dịch COVID-19 đang bùng phát ở trên toàn thế giới. Căn hộ, một cabin ở Ốc Hờ sở, California là nơi kinh doanh của họ, nằm gần công viên quốc gia dâu xe Đây là nơi họ tổ chức các buổi lễ nhỏ. Khi không ở California, họ ở Rio de Janeiro trong căn hộ được hai vợ chồng mua vào tháng 7 năm 2020. Cờ Do, 29 tuổi và Avin, 38 tuổi, đã chia thời gian để có thể sống giữa hai thành phố. Khi ở một nhà, họ cho thuê nhà còn lại trên Airbnb. Kết quả, chỉ trong 9 tháng, cặp đôi đã thu về 18.000 USD. Phần lớn thu nhập này đến từ căn hộ cabin ốc hơ sờ, ước tính đem lại 13.000 USD sau khi căn hộ được giao vào tháng 7. Cờ do chia sẻ, phải mất hàng tháng cải tạo để cả hai nơi đều giống như nhà của mình. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ làm việc một giờ mỗi tuần. Thời gian này được dành để xác nhận đặt phòng và điều phối nhân viên dọn dẹp để đảm bảo khu nhà ở sẵn sàng cho những vị khách tiếp theo. Tuy nhiên, công việc làm thêm trong lĩnh vực bất động sản là một vụ đánh cược đầy rủi ro và tốn kém. Theo cờ do, ngôi nhà có giá khoảng 487.000 USD sau khi cải tạo và tính cả các khoản vay. Mặc dù doanh thu từ việc đặt phòng trên Airbnb vẫn chưa bao gồm giá trị của các ngôi nhà, cờ do cho biết vẫn đang phải trả các hóa đơn và các khoản chi dùng cải tạo căn hộ. Họ từng kiếm được 215.000 USD từ việc kinh doanh chụp ảnh vào năm ngoái. Sau khi trả hết tiền mua ngôi nhà thứ hai, hai vợ chồng dự định sẽ dành thu nhập thụ động từ việc cho thuê nhà để đi du lịch. Cờ do nói, đó vừa là một cách an toàn vừa điên rồ để bắt đầu kinh doanh, bởi vì không ai thực sự muốn cho thuê nơi họ đang sống. Nhưng cả hai chúng tôi đều sẵn sàng chấp nhận rủi ro có tính toán và phần thường là khá lớn. Căn hộ ba phòng ngủ ở Gio, Cờ do và Avin gặp nhau khi làm nhân viên trượt băng cho Disney On Ice. Năm 2018, họ kết hôn và chuyển đến một căn hộ ở Sâu, California, gần gia đình Avin. Trong vòng một năm, họ thành lập công ty chụp ảnh cưới. Cơ do đã cảm thấy bất tiện khi sống ở Phờ Gen Sâu trong khi làm việc hàng giờ ở dâu xe Miti và vườn quốc gia xe Koi A. Cô cho biết, thành phố không bao giờ có vẻ giống như đang ở quê nhà. Năm 2019, công việc kinh doanh diễn ra tốt đẹp và chúng tôi đã nỗ lực hết sức để biến năm 2020 trở nên tuyệt vời. Cô nói, nhưng khi đại dịch xảy ra, chúng tôi tự hỏi bản thân tại sao lại phải sống ở đây. Cơ Do cho biết đã tích góp tiền tiết kiệm để mua căn hộ ở Gio, trước đây thuộc sở hữu của một người bạn với giá tương đương khoảng 127.000 USD. Vì cháy rừng và tuyết, họ không nhận đặt chỗ cho các suất chụp ảnh cưới trong những tháng mùa hè và mùa đông, vì vậy họ đã mua căn hộ ba phòng ngủ làm nơi ở trong sáu tháng đó. Căn hộ cách bãi biển một quãng đi bộ ngắn và gần gia đình cờ do. Khi ở bờ gia Zin, cả hai dành thời gian chỉnh sửa ảnh, cập nhật trang web và đi nghỉ. Cờ do cho biết số tiền họ kiếm được trong mùa chụp ảnh đủ để duy trì hoạt động của họ trong suốt kỳ nghỉ cả hai đã giữ căn hộ của họ ở phờ gen sâu như một nơi nghỉ tạm thời ở Mỹ, trong khi tìm kiếm một vị trí thay thế gần hơn với công việc của họ. Cờ do muốn tiếp tục cho thuê căn hộ nhưng cả hai đã bị hấp dẫn bởi căn cabin một phòng ngủ màu đỏ và họ đã quyết định mua lại, biến nó thành ngôi nhà thứ hai. Cờ do cho biết căn hộ cabin có giá khoảng 325.000 USD cùng với 35.000 USD trong 6 tháng để cải tạo, sửa chữa các hư hỏng do nước và nội thất. Ngay cả khi đã có thể sống được ở trong đó, Cơ Do đã dành hàng tuần xin tư vấn và tham gia các lớp học trực tuyến để tìm cách làm cho cả hai bất động sản sinh lời trên Airbnb. Chỉ trong năm tuần đăng tải trên nền tảng cho thuê, căn hộ cabin đã mang về cho hai vợ chồng 13.000 USD. Giờ đây, cả hai ngôi nhà đều đang sinh lời và chi phí duy trì không nhiều chủ yếu dành cho Internet, dầu gội đầu và giấy vệ sinh nếu có người ở. Nhân viên dọn dẹp là một khoản chi phí tương đối khoảng 50 USD mỗi mỗi buổi ở GEO và 126 USD mỗi buổi ở ốc hơ sờ. Căn hộ ở GEO được dọn dẹp 2 hoặc 3 lần mỗi tháng và cabin ốc hơ sờ được dọn dẹp 2 hoặc 3 lần mỗi tuần. Airbnb cũng thu phí 3% từ mỗi lượt đặt phòng khiến cho lợi nhuận từ việc cho thuê bị giảm. Tuy nhiên, Cờ Do cho biết, việc nền tảng dễ sử dụng khiến cô thậm chí không bao giờ nghĩ đến việc chuyển sang các nền tảng tương tự khác như VRBO. VGBO hiện đang có phí thanh toán 3% và phí hoa hồng 5%. Với số tiền cho thuê từ căn hộ ở GEO, hai vợ chồng sẽ sử dụng trang trải các hóa đơn của gia đình, chi phí dọn dẹp và trình trang nội thất cho cả hai căn hộ. Thu nhập từ cabin ốc hơ sở được chuyển vào quỹ tiết kiệm và chi dùng cho các chuyến du lịch. Cả hai đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Honduras vào tháng 11. Thêm vào đó, việc luôn sống gần gia đình của cờ do hoặc Avin là một phần thường xứng đáng hơn tiền, cờ do nói.